Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể tạo được một bộ flash, hay còn gọi một cách khác đó là đèn hắt, khá đơn giản và bằng những vật liệu khá dễ kiếm. Bình thường một chiếc đèn hắt để quay video thì chúng ta phải tốn khá là nhiều tiền. Hôm nay thì mình có thể sử dụng những vật liệu đơn giản để chúng ta có thể tạo lên, tổng được bộ mức giá khoảng độ 100.000. Như các bạn có thể thấy, chiếc đèn của mình, vật liệu chúng ta cần chuẩn bị như sau. Thứ nhất, quan trọng nhất là bộ led. Bộ led thanh này thì giá khá rẻ, các bạn có thể mua ở chợ điện tử. Nó dài tầm một thanh thì dài khoảng độ 1 mét. Ở đây thì mình có hai thanh nhưng mà mình làm gãy rồi. Bộ led này sẽ chạy điện 12V, cả bộ là tầm 3-40k, khá rẻ. Một adapter 12V, một khay đựng đá và một số dụng cụ, ví dụ như mỏ hàn, keo lến, một chiếc ốc hình chữ U, một thanh nhôm hình chữ U mình đã uốn sẵn, ốc cộng với bu lông. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hiện. Đầu tiên thì tại sao mình lại chọn khay đá này? Thì thứ nhất, khay đá này làm bằng nhôm. Phần nhôm này màu bạc, vì vậy phản quang tốt cùng với tản nhiệt tốt, mà giá là khá là rẻ, chỉ tầm khoảng độ 20k chúng ta có một khay nhôm đựng đá này. Khay nhôm này sẽ đóng góp như một phần chóa đèn để làm đèn có khả năng hắt sáng tốt hơn. Đối với đèn led, một thanh này dài tầm khoảng độ 1 mét, vì vậy các bạn sẽ đo theo khung nhôm, độ dài khung nhôm bao nhiêu thì các bạn sẽ cắt. Ví dụ như mình cắt tầm này. Chúng ta cắt làm sao để cho đặt vừa bên trong. Như vậy là đối với thanh 1 mét thì chúng ta có thể cắt ra làm 5 phần, mỗi phần 20cm và sẽ lắp vào đây. Các bạn sẽ sử dụng một tấm nhựa ở tấm hình trắng ở đây và ta sẽ gắn một loạt đèn lên. Như vậy ta đã có một tấm bảng led như hình. Công việc tiếp theo là ta sẽ tiến hành đấu điện. Phần đấu điện này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đấu làm sao để cho đúng cực, vì đây là led nên đúng cực thì bộ led này mới sáng. Như các bạn thấy thì sau một hồi vất vả thì mình đã hàn xong. Mình thử test ở đây. Sau khi hàn xong người ta sẽ một tấm như hình. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần gắn tấm này vào phần hộp nhôm mà chúng ta vừa làm. Với các bạn thì các bạn có thể thấy là chiếc đèn của mình đã hoàn thành, khá là sáng. Và chiếc đèn này sẽ phục vụ khá tốt cho chúng ta trong các công việc, ví dụ như quay phim các sản phẩm. Các bạn thấy. Như vậy là với một số dụng cụ đơn giản thì chúng ta có thể tạo được một chiếc đèn flash trợ sáng cho máy quay.
Các bạn có thể thấy đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.